Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Xin chào em. Như vậy là chúng ta đã được học về tính chất cơ bản của phân thức, cách rút gọn phân thức và cách quy đồng của phân thức rồi đúng không nào? Sau khi thành thạo những kiến thức này rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nghiên cứu các phép toán của phân thức. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phép toán đầu tiên, đó chính là phép cộng các phân thức đại số. Nhưng trước tiên các em hãy làm cho cô yêu cầu sau. Đối với phân số thì chúng ta sẽ làm những phép tính này như thế nào nhỉ? Hãy tính cho cô kết quả đi. Phần A, 2/7 cộng 3/7. Nào, chúng ta thấy rằng đây là hai phân số có cùng mẫu số đúng không nào? Nên khi cộng hai phân số này lại, chúng ta sẽ cộng tử và giữ nguyên mẫu. Như vậy mình sẽ được là 2 cộng 3/7. Và chúng ta được kết quả cuối cùng là 5/7. Tiếp tục với phép tính thứ hai, 3/5 và 2/3. Chúng ta thấy rằng hai phân số này thì đang không có cùng mẫu số. Như vậy mình phải làm gì? À đúng rồi, chúng ta cần phải quy đồng lên. Và chúng ta đã quy đồng bằng 9/15. Mình lấy mẫu số chung là 15 cộng với 10/15. Và ra kết quả là 9 cộng 10/15, hay nói cách khác là 19/15. Cô ghi luôn nhá. Tiếp theo cô yêu cầu chúng ta hãy phát biểu lại cho cô quy tắc cộng hai phân số có cùng mẫu và khác mẫu nào. Đầu tiên với hai phân số cùng mẫu thì chúng ta đã làm như thế nào nhỉ? À, chúng ta cộng tử số với tử số và giữ nguyên mẫu. Còn khi cộng hai phân số khác mẫu chúng ta đã làm như thế nào? Chúng ta đã quy đồng hai phân số đó lên để cho chúng có cùng mẫu số. Sau đó mình lại sử dụng quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu để cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu, đúng chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ học phép cộng các phân thức đại số cũng tương tự giống như cách mà chúng ta cộng các phân số. Như vậy là chúng ta đi tìm hiểu cách cộng các phân thức cùng mẫu và cách cộng các phân thức khác mẫu đúng không nào? Chúng ta cùng vào phần 1 nhỏ. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức. Chúng ta sẽ có quy tắc như sau, tương tự với như phân số. Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu. Đây, vẫn là cộng tử với nhau và giữ nguyên mẫu. A phần B cộng C phần B sẽ bằng A cộng C phần B. Nào, bây giờ hãy áp dụng quy tắc này và làm cho cô ví dụ sau đây. Ví dụ 1, cô yêu cầu chúng ta cộng hai phân thức. Ở đây rõ ràng hai phân thức của chúng ta đang có cùng mẫu là 3x cộng 6 đúng không nào? Như vậy chúng ta chỉ cần tiến hành cộng tử lại với nhau và giữ nguyên mẫu thôi. Tử số cộng lại với nhau tức là mình có là x bình cộng 4x cộng 4 phần 3x cộng 6. Đến đây đã xong chưa nhỉ? À, đến đây chúng ta đã áp dụng quy tắc rồi. Tuy nhiên như thế này vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng. Các em lưu ý chúng ta phải để kết quả cuối cùng là kết quả đơn giản nhất. Như vậy chúng ta nhìn thấy rằng ở đây tử số có dạng x bình cộng 4x cộng 4. Đây chính là hằng đẳng thức đầu tiên. X bình cộng 2 nhân x nhân 2 cộng 2 bình phương. Đó, cô nói lại cho chúng ta một chút nhá. Còn cụ thể hơn thì cô sẽ không nói được đâu. Mình sẽ phải xem lại bài, đây là trách nhiệm của mỗi học sinh. Như vậy mình sẽ viết được thành x cộng 2 tất cả bình phương. Phần mẫu số thì chúng ta có thể đặt được, à, đặt được 3 ra ngoài đúng không nào? Đặt được 3 ra ngoài trong ngoặc sẽ còn x cộng 2. Đến đây các em hãy tiến hành thu gọn, rút gọn phân thức này cho cô. Rút gọn, chúng ta rút gọn x cộng 2 ở tử cho x cộng 2 ở mẫu. Như vậy còn mũ 2 này thì làm sao nhỉ? À,
Các em phải nhớ rằng x cộng 2 mũ 2 nó bằng x cộng 2 nhân với x cộng 2. Cho nên khi rút gọn đi thì một số x cộng 2 sẽ bị mất. Như vậy chúng ta sẽ còn trên tử là x cộng 2 phần 3. Chứ không phải là chúng ta rút gọn đi như thế này thì chúng ta còn cái số 2 và phần 3 đâu nhá. Như thế là sai đấy. Mình phải rút gọn và ở trên tử sẽ còn x cộng 2 mẫu còn 3. Bởi vì x cộng 2 bình bằng x cộng 2 nhân với x cộng 2. Đó chính là cách làm. Các em đã hiểu chưa nhỉ? Chúng ta sẽ làm thêm một ví dụ nữa về cộng hai phân thức có cùng mẫu thức nhé. Đây, ví dụ thứ hai của chúng ta. 3x cộng 1 phần 7x bình y cộng 2x cộng 2 phần 7x bình y. Chúng ta có cùng mẫu thức là 7x bình y. Như vậy, chúng ta chỉ cần cộng tử lại với nhau. Tức là 3x cộng 1 cộng 2x cộng 2 phần giữ nguyên mẫu tức là 7x bình y bằng. Đến đây chúng ta sẽ đi tiến hành thu gọn cho cô. Hãy nhận ra cho cô đâu ở đơn thức đồng dạng nào. 3x và 2x như vậy cộng lại chúng ta được 5x cộng 1 cộng 2 được cộng 3 phần 7x bình y. Đến đây chúng ta có thu gọn được nữa không nhỉ? Chúng ta thấy rằng 5x cộng 3 chúng ta không thể phân tích đa thức thành nhân tử được đúng không nào? 7x bình y thì đã thành nhân tử rồi. Như vậy là chúng ta không thể nào mà có thể rút gọn được phân thức này thêm nữa. Như vậy đây chính là kết quả cuối cùng mà chúng ta phải tìm ra. Chúng ta cùng sang phần 2 nhỏ. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau. Cũng giống như cộng phân số, bước đầu tiên chúng ta phải quy đồng phân số. Bước thứ hai là chúng ta sẽ cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu. Như vậy ta cũng có quy tắc như sau. Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức. Đấy, bước 1 là quy đồng mẫu thức. Rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được. Tức là chúng ta sẽ tiến hành cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu. Nào, bây giờ chúng ta cùng đến với ví dụ 3. Ví dụ 3 cô yêu cầu cộng hai phân thức. Đây, rõ ràng là mẫu thức đang khác nhau. Như vậy chúng ta phải tiến hành quy đồng hai phân thức này và chúng ta sẽ quy đồng trên phép tính của mình luôn, chứ mình sẽ không làm thành một bước riêng giống như bài trước cô đã dạy cho chúng ta, là bước 1 là mình phải phải phân tích đa thức thành nhân tử rồi tìm ra mẫu chung đúng không nào? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ viết luôn. Nào, phân tích đa thức thành nhân tử cho cô nào. Ở mẫu, mẫu thứ nhất chúng ta có thể đặt được 2 ra ngoài, trong ngoặc sẽ còn x chứ 1. Nào, bây giờ viết lại. Như vậy chúng ta sẽ có x cộng 1 phần 2 nhân với mở ngoặc x chứ 1 cộng. Ở đây là chứ 2x thì chúng ta lại viết lại là chứ 2x phần x bình trừ 1 quen thuộc rồi, chúng ta sẽ viết thành x trừ 1 nhân x cộng 1 đúng không nào? Hằng đẳng thức thứ 3 rất là nhanh thôi. Như vậy, theo các em, mẫu chung ở đây là gì nhỉ? Nếu như các bạn không nhận ra mẫu chung thì chúng ta phải học lại bài cũ cho cô. Nào, mẫu chung của chúng ta sẽ là 2x cộng 1 nhân x trừ 1. Đấy, 2 nhân x trừ 1 nhân x cộng 1. Rồi, như vậy chúng ta có mẫu chung và chúng ta sẽ tiến hành quy đồng cho cô. 2 nhân x trừ 1 nhân x cộng 1. Như vậy thì phân thức đầu tiên chúng ta sẽ phải nhân cả tử và mẫu với gì? Đúng rồi, với x cộng 1. Như vậy tử chúng ta sẽ được là x cộng 1 tất cả bình phương. Cộng. Nào, phân thức thứ hai. Phân thức thứ hai chúng ta sẽ phải nhân cả tử và mẫu với gì nhỉ? Phân thức thứ hai chúng ta có x cộng 1 nhân x trừ 1 rồi, tức là có cụm đằng sau này rồi. Như vậy mình chỉ cần nhân với 2 thôi, trừ 2x nhân 2. Như vậy tóm lại là chúng ta được gì? Chúng ta sẽ tiến hành cộng vào luôn nhá. Nào, giữ nguyên mẫu thức nào. Giữ nguyên mẫu thì cô được là 2 nhân x trừ 1 nhân x cộng 1. Còn tử thì chúng ta sẽ tiến hành cộng tử lại với nhau. Và ở đây thì cô sẽ thực hiện sử dụng hằng đẳng thức luôn. Sau đó đến phép cộng và cô sẽ nhân hai phần này vào luôn, được không nhỉ?
Nào, hàm bằng thức chúng ta được x bình cộng cộng 2x cộng 1. Ở đây là được cộng với trừ 4x cộng với mở ngoặc trừ 4x. Đó, có dấu trừ chúng ta lưu ý mình mở ngoặc ra cho cô nhé. Bằng. Nào, thu gọn cho cô nào. X bình thì chúng ta không có đơn thức đồng dạng rồi. 2x cộng với trừ 4x thì chúng ta được đúng rồi, trừ 2x hoặc là cộng với mở ngoặc trừ 2x đều được. Cô sẽ viết là trừ 2x luôn. Và cộng với 1 phần 2 nhân x trừ 1 nhân x cộng 1. Đến đây đã đủ chưa? Chưa, chúng ta phải nhìn thấy rằng x bình trừ 2x cộng 1 chính là x trừ 1 tất cả bình phương. Như vậy, mình sẽ được ở đây là x trừ 1 tất cả bình phần 2 nhân x trừ 1 nhân x cộng 1. Đến đây mình lại rút gọn cho cô nào. Tương tự như ở phần trước, chúng ta sẽ rút gọn x trừ 1 cho x trừ 1. Và trên tử thức sẽ còn, đúng rồi, còn x trừ 1 nữa. Bởi vì x trừ 1 bình thì bằng x trừ 1 nhân x trừ 1 mà. Như vậy, chúng ta được kết quả cuối cùng là x trừ 1 phần 2 nhân với x cộng 1. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong ví dụ này. Ví dụ tiếp theo, các em hãy cộng cho cô hai phân thức sau đây. Y trừ 12 phần 6y trừ 36 cộng 6 phần y bình trừ 6y. Nào, chúng ta cũng sẽ làm tương tự như phần vừa rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích mẫu thành nhân tử, đúng không nào? Đặt được, đặt được mấy ra ngoài? Đặt được 6 ra ngoài. Khi đặt 6 trong ngoặc còn y trừ 6, đúng chưa? Tiếp tục cộng 6 phần. Chỗ này mình đặt được, đặt được y. Đặt y ra ngoài trong ngoặc còn gì? Còn y trừ 6. Đến đây rồi chúng ta sẽ chọn mẫu chung là gì nhỉ? Mẫu chung là 6 nhân y nhân y trừ 6. Đấy là mẫu chung của chúng ta. 6 nhân y trừ 6. Vậy thì phân thức đầu tiên chúng ta sẽ phải nhân cả tử và mẫu với với y, đúng không nào? Bởi vì chúng ta đã có 6 nhân với y trừ 6 rồi, như vậy là phải nhân với y nữa. Y trừ 12 nhân với y cộng, nào lại quy đồng, 6y nhân y trừ 6. Phân thức thứ hai chúng ta phải nhân cả tử và mẫu với 6, đúng không nào? Bởi vì chúng ta có y nhân y trừ 6 rồi. Đây, như vậy mình phải nhân với 6. Đến đây chúng ta lại tiếp tục vừa nhân đa thức với đơn thức và vừa nhân 6 với 6. Mình cộng luôn tử lại với nhau. Nào, nhân vào nào thì được y bình, y bình chứ 12y. Đây là cộng với bao nhiêu? Cộng với 36 phần 6y nhân với y trừ 6. Đến đây, chúng ta lại tiếp tục nhìn ra đây là hàng đẳng thức. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng 36 thì bằng 6 bình phương. Như vậy ở đây mình sẽ viết được thành y bình trừ 2 nhân y nhân 6. Đó, kiểm tra lại một chút thì chúng ta thấy rằng 2 nhân 6 bằng 12. Y chúng ta viết lại đây, cộng với 36 tức là cộng với 6 bình phương phần 6y nhân y trừ 6. Như vậy chúng ta viết được thành y trừ 6 tất cả bình phần 6y nhân với y trừ 6. Và chúng ta lại tiến hành rút gọn cho cô. Mình rút gọn thì được chỉ còn y trừ 6 phần 6y thôi. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong phần này rồi. Chúng ta sẽ lưu ý chú ý sau cho cô. Với phép cộng hai phân thức thì chúng ta cũng có tính chất giống như phép cộng phân số và số tự nhiên. Đó là chúng ta sẽ có hai tính chất giao hoán và tính chất kết hợp. Giao hoán tức là chúng ta đổi vị trí đi. Đây, A phần B cộng C phần D thì sẽ bằng C phần D cộng A phần B. Và tính chất thứ hai đó là tính chất kết hợp. Đây,
mở ngoặc A phần B cộng C phần D đóng ngoặc bằng cộng E phần F thì bằng A phần B cộng với mở ngoặc C phần D cộng E phần F, hoặc là chúng ta sẽ phá toàn bộ ngoặc ra thì mình sẽ được là A phần B cộng C phần D cộng E phần F, không có ngoặc nhá. Vậy thì bây giờ hãy áp dụng cho cô tính chất này và làm ví dụ sau. Ở đây cô cho một phép tính rất là dài. 2x phần x bình cộng 4x cộng 4 cộng x cộng 1 phần x cộng 2 cộng 2 trừ x phần x bình cộng 4x cộng 4. Thì ở đây chúng ta sẽ phải áp dụng tính chất kết hợp vào để làm cho cô phần này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhìn thấy phân thức thứ nhất và phân thức thứ ba của chúng ta là hai phân thức có cùng mẫu. Cùng mẫu thì chúng ta sẽ làm nhanh hơn và dễ hơn so với việc là làm khác mẫu, đúng không nào? Như vậy, mình sẽ nghĩ đến việc sử dụng tính chất kết hợp để nhóm phân thức thứ nhất và phân thức thứ hai vào một nhóm. Khi nhóm thì chúng ta sẽ được cái gì nhỉ? Bằng mở ngoặc, nhớ phải mở ngoặc ra nhé. Và cái ngoặc của chúng ta, các em đừng có viết cái ngoặc mà nó chỉ đến phần tử thôi. Mình phải kéo cái ngoặc hết cả mẫu cho cô nhé. Phần x bình cộng 4x cộng 4 cộng với phân thức thứ ba là 2 trừ x phần x bình cộng 4x cộng 4 đóng ngoặc, và chúng ta sẽ cộng với phân thức thứ ba là cộng với x cộng 1 phần x cộng 2. Rồi, đến đây rồi chúng ta sẽ thực hiện cộng hai phân thức trong ngoặc này vào với nhau thì chúng ta sẽ được gì nhỉ? Chúng ta sẽ viết nhá. Bằng chúng ta sẽ được là 2x cộng 2 trừ x phần x bình cộng 4x cộng 4 cộng x cộng 1 phần x cộng 2. Đến đây, chúng ta sẽ đi thu gọn 2x trừ x thì chúng ta chỉ còn x. Như vậy mình sẽ được là x cộng 2 phần, ở mẫu mình thấy dạng x bình cộng 4x cộng 4, đây chính là hằng đẳng thức quen thuộc của chúng ta. Thì chúng ta sẽ viết được về x cộng 2 tất cả bình và cộng với phân thức thứ hai là x cộng 1 phần x cộng 2. Đến đây rồi mình sẽ tiến hành rút gọn. X cộng 2 phần x cộng 2 bình thì chúng ta sẽ còn 1 phần x cộng 2 thôi. Rút gọn đi mà thì chúng ta chỉ còn x cộng 2 dưới mẫu và cộng với phân thức thứ hai là x cộng 1 phần x cộng 2. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng hai phân thức này chúng ta lại thấy nó có cùng mẫu nữa. Như vậy mình sẽ lại đi cộng tử lại với nhau. Cộng tử mình có thể cộng nhanh được không nhỉ? Bởi vì hai tử số này rất là đơn giản rồi. Thì mình cộng lại, tức là mình lấy 1 cộng x cộng 1, hay nói cách khác là mình sẽ được là x cộng 2 phần x cộng 2. Đó. X cộng 2 phần x cộng 2 mình lại thu gọn thì chúng ta được kết quả cuối cùng là 1. Đây chính là cách tính của chúng ta đối với bài này. Làm sao để chúng ta làm được nhanh nhất và dễ hiểu nhất. Sau này khi quen thuộc rồi thì chúng ta đến bước nhóm này thôi, và chúng ta sẽ đưa ra kết quả này cho cô. Mình sẽ cộng nhập những phần này cho cô, chứ không cần phải là ghi rõ như thế kia. Đó, mình có thể cộng nhập được nhá. Đấy, ghi ra đến bước này thì mình sẽ rút ngắn được cái cách trình bày. Sang phần bài tập củng cố, bài đầu tiên cô chữa chúng ta là một số phần trong bài 21 và bài 22 sách giáo khoa. Phần A, 5xy trừ 4y phần 2x bình y mũ 3. Ở phân thức thứ hai chúng ta vẫn có mẫu là 2x bình y mũ 3. Thì ở đây là cộng hai phân thức có cùng mẫu thức thôi. Chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Ở đây cô sẽ viết luôn ra đây nhá, hay là viết riêng ra đi. Riêng nhá. 5xy trừ 4y phần 2x bình y mũ 3 cộng với 3xy cộng 4y phần 2x bình y mũ 3. Chúng ta có mẫu chung là 2x bình y mũ 3
Như vậy mình chỉ cần cộng tử số lại với nhau thôi. Tử số mình có 5xy trừ 4y cộng 3xy cộng 4y và giữ nguyên mẫu. Mẫu là 2x bình y mũ 3. Chúng ta lưu ý là cố gắng viết cái mẫu số hoặc là tử số làm sao cho nó vào chính giữa cái phần gạch của chúng ta ấy, thì nhìn phân thức nó sẽ đẹp và nó cân đối. Bằng, bây giờ mình sẽ đi thu gọn này. 5xy đồng dạng với 3xy, khi đó mình cộng lại mình được 8xy trừ 4y cộng 4y thì hết rồi đúng không nào? Bởi vì trừ 4 cộng 4 bằng 0 mà. 0y tức là 0 phần 2x bình y mũ 3. Đến đây mình sẽ đi thu gọn. 8 chia 2 được 4 đúng không nào? Được 4. X rút gọn với x bình thì mình còn x ở mẫu. Như vậy có 4 ở tử này, có x ở mẫu này. Y rút gọn cho y mũ 3 thì chúng ta còn y mũ 2 ở mẫu. Như vậy mình được kết quả là 4 phần x y bình. Phần B, chúng ta có 2x bình trừ x phần x trừ 1 cộng x cộng 1 phần 1 trừ x cộng 2 trừ x bình phần x trừ 1. Nào, đến đây để thực hiện cộng các phân thức này, chúng ta phải nhìn ra được 1 trừ x, chúng ta có thể chuyển về dạng x trừ 1 bằng cách nào nhỉ? Bằng một công thức mà cô nhắc đến rất nhiều lần rồi, đó là a trừ b thì bằng trừ của mở ngoặc b trừ a. Cho nên 1 trừ x của chúng ta sẽ bằng trừ của mở ngoặc x trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ viết được thành bằng 2x bình trừ x phần x trừ 1 cộng x cộng 1 phần trừ của mở ngoặc x trừ 1. Đó, viết 1 trừ x về trừ của mở ngoặc x trừ 1 cộng với 2 trừ x bình trên x trừ 1. Đến đây rồi chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa, đó là các em hãy đổi dấu âm từ mẫu lên tử. Thì các em lưu ý cho cô, a phần trừ b sẽ bằng trừ a phần b do tính chất của phép chia. Bởi vì phần này thì mình hiểu là chia mà, a là dương, dương chia âm thì ra âm, cho nên mình đẩy dấu âm lên tử số sẽ không có vấn đề gì cả. Như vậy là mình sẽ đẩy lên như sau. Những gì không làm gì thì chúng ta sẽ viết lại thôi. 2x bình trừ x phần x trừ 1 cộng với trừ của mở ngoặc x cộng 1. Đó, trừ của tử số. Thì các em phải đóng mở ngoặc cái tử số cũ vào. Lưu ý nhé, không đóng mở ngoặc tử số cũ các em sẽ bị sai. Phần x trừ 1 cộng 2 trừ x bình phần x trừ 1. Đến đây, phá ngoặc ở đây ra cho cô. Thế bây giờ cô có thể vừa phá ngoặc và vừa cộng tử của ba phân thức này lại với nhau được không? Chắc là được đúng không nào? Chúng ta sẽ hình dung ra thôi. Đây, bằng, hay là bạn viết một bước ra nhé. Viết ra cho cẩn thận, mình cũng mới học mà. X trừ 1 này cộng với ở đây phá ngoặc ra thì chúng ta được trừ x trừ, đúng rồi, trừ x trừ 1, có dấu trừ đằng trước, tất cả đổi dấu hết, cộng với 2 trừ x bình trên x trừ 1. Đến đây thì các phân thức của chúng ta đã cùng mẫu rồi, và bây giờ mình chỉ cần cộng các tử lại với nhau thôi là xong. Cộng các tử tức là chúng ta sẽ được là 2x bình trừ x cộng với trừ x trừ 1, thì chúng ta sẽ viết luôn là trừ x trừ 1 như thế này. Cộng 2 trừ x bình thì các em sẽ viết là cộng 2 trừ x bình phần x trừ 1. Đến đây mình sẽ cùng nhau tiến hành thu gọn.
2x bình trừ x bình chúng ta được. À đúng rồi, được x bình. Trừ x nữa thì được trừ 2x, bởi vì ở đây mình hiểu là trừ 1x. Trừ 1x mà. Trừ 1 thì thành trừ 2, như vậy mình được trừ 2x. Trừ 1 cộng 2 thì mình được cộng 1 phần x trừ 1 bằng. Đến đây mình lại sử dụng hằng đẳng thức vào cho cô. X bình trừ 2x cộng 1, hằng đẳng thức thứ 2 thì chúng ta được là x trừ 1 tất cả bình phần x trừ 1. Và đến đây mình sẽ đi rút gọn. X trừ 1 bình cho x trừ 1 thì chúng ta sẽ chỉ còn x trừ 1 thôi. Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Tương tự như thế, hãy làm cho cô phần C nhá. Phần C, cũng có dạng như phần B đúng không nào? Phần C này, 4 trừ x bình phần x trừ 3 cộng 2x trừ 2x bình phần 3 trừ x. 3 trừ x thì chúng ta nghĩ ngay đến việc đổi thành trừ của mở ngoặc. X trừ 3, đúng rồi, cộng với 5 trừ đi 4x phần x trừ 3. Nào, đổi nào. 4 trừ x bình phần x trừ 3. Vậy thì bây giờ tương tự như phần B, mình có thể tư duy nhanh một chút. Mình đổi luôn cho cô dấu trừ lên tử được không? Ừ, được đúng không nào? Mình đổi lên tử nhá. Bởi vì mình đã hiểu phần B rồi mà, thì mình đổi như thế này nó sẽ nhanh hơn. Phần x trừ 3 cộng 5 trừ 4x phần x trừ 3. Đó, thay vì việc là cô viết dấu trừ ở mẫu thì cô đưa lên tử và cô đóng mở ngoặc tử số vào. Phần bằng 4 trừ x bình phần x trừ 3. Bây giờ mình sẽ phá ngoặc nào. Cộng với trừ 2x, trừ với trừ thành cộng 2x bình phần x trừ 3 cộng 5 trừ 4x phần x trừ 3. Đến đây chúng ta thấy rằng có mẫu chung là x trừ 3 rồi. Như vậy mình cộng hết tử lại thôi. 4 trừ x cộng với trừ 2x thì cô sẽ viết thành trừ 2x nhá. Cộng 2x bình cộng 5 trừ 4x phần x trừ 3. Thu gọn nào. Mình sẽ bắt đầu với bậc cao nhất. Bậc cao nhất ở tử là 2 đúng không nào? Như vậy mình lấy trừ x bình cộng 2x, hay nói cách khác là trừ 1x bình cộng 2x bình ấy, thì mình sẽ được là x bình. Tiếp tục, dưới bậc 2 chính là bậc 1. Mình sẽ lấy trừ 2x trừ 4x thì mình được trừ 6x. Trừ 6x. Tiếp tục đến hệ số tự do thì chúng ta được 4 cộng 5 là được 9. Như vậy mình được cộng 9 phần x trừ 3. Đến đây chúng ta lại phải nhìn ra hằng đẳng thức cho cô. X bình trừ 6x cộng 9. 6 chính là 2 nhân x nhân với 3. 6x ấy là 2 nhân x nhân 3. Còn 9 của chúng ta chính là 3 bình phương. Đó, chúng ta cứ nhìn thấy cái phần hệ số của chúng ta, nó có dạng là một số khác bình phương lên. Và ở đây có x bình thì mình phải kiểm tra xem đó là hằng đẳng thức hay không nhá. Nào, như vậy thì chúng ta sẽ được là x trừ 3 tất cả bình phần x trừ 3. Đến đây mình lại đi rút gọn. Rút gọn thì chúng ta chỉ còn x trừ 3 ở tử, hay nói cách khác là ra kết quả cuối cùng là x trừ 3. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài này rồi. Hy vọng là tất cả các em đều hiểu. Bài 2 cô chữa chúng ta là bài 23 trong sách giáo khoa trang 46. Bài yêu cầu chúng ta là làm các phép tính sau. Thì ở đây chúng ta nhận xét rằng cả 4 phép tính mà chúng ta đang làm thì đều là cộng các phân thức mà khác mẫu. Do vậy chúng ta sẽ phải quy đồng lên đúng không nào? Nào, bây giờ mình cùng làm phần A. Y phần 2x bình trừ xy cộng
4x phần y bình trừ 2xy. Bước đầu tiên là chúng ta cần phải đặt nhân tử chung ở mẫu, đúng không nào? Đặt nhân tử chung ở mẫu y phần, ở đây mình có thể đặt nhân tử chung là x ra ngoài, trong ngoặc sẽ còn 2x trừ y, đúng rồi. Đó, nếu như mà chúng ta biết cách phân tích đa thức hình nhân tử và biết sử dụng hàng đẳng thức thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Cộng 4x phần, ở đây mình có thể đặt được y ra ngoài. Đặt y ra ngoài trong ngoặc sẽ còn y trừ 2x. Đấy, đến đây chúng ta lại thấy là 2x trừ y này, ở đây có y trừ 2x này, thì mình lại nghĩ về dạng a trừ b bằng trừ của mở ngoặc b trừ a, và đồng thời chúng ta sẽ đẩy dấu trừ lên tử cho cô bằng y phần x nhân 2x trừ y, đẩy dấu trừ lên tử cho cô thì mình sẽ được là trừ 4x, bởi vì ở đây chỉ có một đơn thức là 4x thôi thì mình không cần ngoặc, khi nào là đa thức thì chúng ta phải ngoặc vào. Phần y nhân 2x trừ y. Đó, mình đang sử dụng quy tắc đổi dấu đấy, có rõ không nhỉ? Nếu như mà hiểu bài 1 thì sẽ hiểu bài này. Bây giờ mình hãy nhận ra cho cô mẫu chung là gì? Mẫu chung là x nhân y nhân 2x trừ y. Như vậy chúng ta được mẫu chung là x nhân y nhân 2x trừ y bằng xy nhân 2x trừ y. Như vậy phân thức đầu tiên chúng ta sẽ phải nhân cả tử vào mẫu với y. Như vậy mình được y bình cộng. Phân thức thứ hai chúng ta phải nhân cả tử vào mẫu với bao nhiêu để được mẫu chung là xy nhân với 2x trừ y nhỉ? Chúng ta phải nhân với x, đúng không nào? Như vậy mình sẽ được tử là trừ 4x bình. Đến đây chúng ta sẽ tiến hành cộng tử và giữ nguyên mẫu. Như vậy mình sẽ được là y bình trừ 4x bình. Đây, nối vào thôi, y bình cộng với trừ của 4x bình mà thì sẽ bằng y bình trừ 4x bình luôn. Phần xy nhân 2x trừ y. Đến đây mình lại phải nhìn ra hàng đẳng thức thứ ba. 4x bình chính là gì? Cô viết lên trên nhá. 4x bình chính là 2 bình nhân x bình, hay nói cách khác là 2x tất cả bình. Ở đây cô ghi thêm một bước nữa cho chúng ta này, nó chính bằng y bình trừ 2x tất cả bình. Và phần xy nhân 2x trừ y. Đến đây mình dùng hàng đẳng thức thì mình được gì nhỉ? Y trừ 2x. Y trừ 2x nhân x nhân y cộng 2x phần xy nhân 2x trừ y. Nào, bây giờ mình lại nhìn là y trừ 2x phần 2x trừ y, đúng không nào? Thì mình lại đổi dấu thôi. Thế là có lẽ nếu như mà các em làm ở trong vở ấy thì chúng ta sẽ đổi dấu cho cô phần này thì chúng ta sẽ thuận hơn nhá. Đó, thì bây giờ mình lại đổi dấu thêm một lần nữa cũng không sao cả. Nào, đổi dấu thì mình sẽ đổi thành trừ của mở ngoặc 2x trừ y nhân y cộng 2x phần xy nhân với 2x trừ y. Và chúng ta sẽ đi rút gọn cho cô 2x trừ y cho 2x trừ y thì chúng ta sẽ còn trừ của mở ngoặc y cộng 2x, đó phải có mở ngoặc vào nhá, mở ngoặc y cộng 2x phần xy. Chúng ta không được viết dấu trừ xuống đây, mình phải viết dấu trừ ở trên tử, còn nếu như viết dấu trừ ở xuống đây nó lại khác nhá, nó lại khác đấy. Nên là bây giờ chúng ta vẫn cứ thống nhất là viết với nhau như thế này đã, còn nó khác như thế nào thì cô sẽ nói ở bài sau. Phần b, 1 phần x cộng 2 cộng 3 phần x bình trừ 4 cộng x trừ 14 phần
x bình cộng x cộng 4x cộng 4 đóng mở ngoặc nhân x trừ 2. Bắt buộc chúng ta phải nhìn ra các hằng đẳng thức ở trong này. 1 phần x cộng 2 thì không có gì để nói rồi, chúng ta không thể nào mà phân tích nổi nó nữa. Nào, x bình trừ 4 thì chúng ta phải viết được thành gì? 4 tức là 2 bình phương, như vậy mình sẽ viết được thành x trừ 2 nhân x cộng 2. Đó. Cộng x trừ 14 phần. Các em lại phải nhìn ra hằng đẳng thức cho cô, x bình cộng 4x cộng 4. Đó, cái cụm x bình cộng 4x cộng 4 là mình phải nhắc trong bài ngày hôm nay đến 3 lần rồi. Thì nó là x cộng 2 tất cả bình nhân x trừ 2 bằng. Nào đến đây chúng ta nhận ra mẫu chung sẽ là gì nhỉ? Mẫu chung là x cộng 2 tất cả bình nhân x trừ 2, đúng chưa? Như vậy mình sẽ viết được thành x cộng 2 tất cả bình nhân x trừ 2. Như vậy phân thức đầu tiên chúng ta cần phải nhân cả tử và mẫu với x cộng 2 nhân x trừ 2. Đúng chưa? Bởi vì chúng ta mới có 1 x cộng 2 thôi. Cộng với phân thức thứ hai chúng ta phải nhân cả tử và mẫu với x cộng 2 tất cả bình này nhân x trừ 2 nhân với x cộng 2 đây cộng x trừ 14 phần x cộng 2 tất cả bình nhân x trừ 2. Bây giờ thì chúng có cùng mẫu rồi, mình tiến hành cộng tử lại với nhau và mình sẽ tiến hành đồng thời với việc là mình đi nhân. Nào, nhân luôn cho cô nào. Được. Ở đây mình dùng hằng đẳng thức cho nhanh nhỉ, làm sao phải nhân. X cộng 2 nhân x trừ 2 thì thành x bình trừ 2 bình. 2 bình là trừ 4 cộng. Nào, nhân vào. 3x cộng 6 cộng 3x cộng 6 cộng x trừ 14 phần x cộng 2 tất cả bình nhân x trừ 2. Đến đây chúng ta lại viết được x bình cộng 3x cộng x thì là cộng 4x trừ 4 cộng 6 là được 2. 2 trừ 14 thì được trừ 12 phần x cộng 2 bình nhân x trừ 2. Đến đây mình lại phân tích tiếp. X bình cộng 4x trừ 12. Dạng này cô đã dạy trong bài tập số 4 ở trong bài 9. Đó là bài phân tích đa thức và nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. Cô dạy chúng ta cách bấm máy tính rồi. Khi bấm máy tính thì chúng ta sẽ ra được nghiệm là x bằng 6 và x bằng 2. X bằng trừ 6 và x bằng 2. Thì ở đây mình sẽ phân tích được thành x bình cộng 6x trừ 2x trừ 12. Đó. Cô không hướng dẫn lại cách bấm máy tính đâu, nhớ nhá. Bấm máy tính là cô sẽ ra x1 bằng 2 và x2 bằng trừ 6. Do vậy cô sẽ tách được thành x bình cộng 6x trừ 2x trừ 12. Và bằng đến đây. Chúng ta sẽ nhóm hai hạng tử cạnh nhau vào một nhóm. Nhóm vào x bình cộng 6x. Đằng sau dấu trừ cô đặt dấu trừ ra ngoài luôn. Trừ đi mở ngoặc 2x cộng 12 đóng ngoặc phần x cộng 2 tất cả bình nhân x trừ 2. Thậm chí là sau này chúng ta có thể viết luôn kết quả, nó là nó ra là x cộng 6 nhân x trừ 2 nhá. Bằng đặt x ra ngoài trong ngoặc sẽ còn x cộng 6 trừ đặt 2 ra ngoài trong ngoặc sẽ còn x cộng 6 nữa. Mẫu là x cộng 2 tất cả bình nhân x trừ 2
Đến đây mình đặt x cộng 6 ra ngoài, trong ngoặc sẽ còn x trừ 2 phần mẫu số là x cộng 2 tất cả bình nhân x trừ 2. Đến đây mình rút gọn x trừ 2 cho x trừ 2. Chúng ta chỉ còn x cộng 6 phần x cộng 2 tất cả bình thôi. Và đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta sau khi mình tách được. Lưu ý rằng ở đây phần tách nó cũng hơi khó một chút, nên bạn nào mà chưa biết cách tách bởi vì chưa xem video của cô, hoặc là mình đã quên cách tách rồi, thì mình lưu ý là mình xem lại cho cô video đấy nhá. Mình sẽ sử dụng máy tính là cách dễ nhất để chúng ta có thể tách được cái này ra rồi. Bởi vì tách ấy thì người ta sẽ nghĩ việc là tách làm sao để chúng ta có thể nhóm được thôi. Còn cách tách như thế nào thì rất là khó nói, bởi vì là với kiến thức của chúng ta thì chúng ta chưa thể giải thích được vì sao mà mình lại nhẩm ra hai số sao cho nó có tổng bằng 4 và tích bằng âm 12, mà chúng ta phải bấm máy tính thì là dễ nhất nhá. Phần C, 1 phần x cộng 2 cộng với 1 phần x cộng 2 nhân 4x cộng 7. Cô nghĩ rằng phần này là một phần đơn giản mà chúng ta có thể làm được dễ dàng, thì cô sẽ làm nhanh một chút nhé. Đầu tiên mình phải nhận ra mẫu chung của nó là x cộng 2 nhân với 4x cộng 7. Như vậy chúng ta sẽ có mẫu chung là x cộng 2 nhân 4x cộng 7. Đầu tiên chúng ta phải nhân cả tử và mẫu với 4x cộng 7, đúng rồi. Ghi 4x cộng 7 lên tử. 4x cộng 7 nhân 1 thì chính là 4x cộng 7 luôn, thì mình sẽ bỏ số 1 đi. Cộng với phân thức thứ hai thì chúng ta không cần phải làm gì nữa, đúng không nào? 1 phần x cộng 2 nhân 4x cộng 7 bằng. Đến đây mình sẽ đi cộng tử lại với nhau, tức là chúng ta sẽ được 4x cộng 7 cộng 1 phần x cộng 2 nhân 4x cộng 7. Tức là chúng ta sẽ được 4x cộng 8 phần x cộng 2 nhân 4x cộng 7. Đến đây chúng ta hãy nhìn ra cho cô, ở đây mình có thể đặt nhân tử chung là 4, đúng không nào? Đặt 4 ra ngoài, trong ngoặc còn x cộng 2 phần x cộng 2 nhân 4x cộng 7. Đến đây mình đi rút gọn và đưa ra kết quả cuối cùng cho cô nào. X cộng 2, rút gọn cho x cộng 2, chúng ta còn 4 phần 4x cộng 7. Đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta. Phần D nhá. Phần D hơi dài một chút. 1 phần x cộng 3 cộng 1 phần x cộng 3 nhân x cộng 2 cộng 1 phần x cộng 2 nhân 4x cộng 7. Vậy theo các em mẫu chung là gì? Mẫu chung là x cộng 3 nhân x cộng 2 nhân 4x cộng 7. Như vậy cô sẽ làm tắt một chút được không nhỉ? Cô sẽ bỏ đi bước chúng ta quy đồng như thế này, mà cô ghi luôn bước này nhá. Tức là mình chỉ viết mẫu một lần thôi. Và mình sẽ cộng với tử số nhân với nhân tử phụ luôn. Đấy. Nào, bây giờ mình vừa rồi mới nói xong, mình nhận được ra mẫu chung rồi. Thì mình sẽ viết, lát nữa sẽ viết mẫu chung, viết luôn đi. X cộng 3 nhân x cộng 2 nhân 4x cộng 7. Như vậy phân thức đầu tiên chúng ta sẽ phải nhân với gì? X cộng 2 nhân 4x cộng 7, đúng không nào? X cộng 2 nhân 4x cộng 7 cộng với phân thức thứ hai chúng ta sẽ lấy 1 nhân với 4x cộng 7, tức là 4x cộng 7 thôi. Mình sẽ viết xuống cộng. Phân thức thứ ba mình sẽ lấy 1 nhân với x cộng 3, đúng không nào? Như vậy sẽ là cộng với x cộng 3 luôn. Đó, các em có hiểu cách làm tắt này của cô không nhỉ? Cô sẽ bỏ đi bước quy đồng này và cô sẽ đưa ra bước này luôn. Đó thì được cái này. Sau đó là chúng ta sẽ đi tiến hành nhân phá ngoặc và thu gọn biểu thức này. Thì chúng ta hãy tự làm và so sánh với kết quả của cô nhá. Mình tự làm cho cô.
Kết quả cuối cùng chúng ta sẽ ra được là 4x bình cộng với ở đây là 8 cộng 7 là 15, 15 cộng 5 là cộng với 20x cộng với 24 phần x cộng 3 nhân x cộng 2 nhân 4x cộng 7. Đó, mình so sánh với kết quả của cô xem các em có làm đúng không nhá. Ở đây mình chỉ cần tiến hành nhân đa thức với đa thức, sau đó thu gọn lại thôi, thì mình sẽ ra kết quả giống như của cô. Còn những bạn nào mà không ra được kết quả này thì hãy comment xuống dưới để được cô hướng dẫn chi tiết hơn nhá. Nào, bây giờ ở đây mình lại thấy mình có thể đặt nhân tử chung là 4. Khi đặt 4 ra ngoài, trong ngoặc sẽ còn x bình cộng 5x cộng 6 phần x cộng 3 nhân x cộng 2 nhân 4x cộng 7. Đến đây, x bình cộng 5x cộng 6, chúng ta lại tiến hành bấm máy tính cho cô giống như phần B mà cô đã hướng dẫn cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ ra được là 4 nhân với mở ngoặc x cộng 2 nhân x cộng 3. Còn tại sao ra như thế này và tách như thế nào? Quan trọng là chúng ta phải trình bày được bước tách như thế nào. Giống như phần B ấy, bước tách như thế nào? Thì mình hãy comment ở bên dưới tương tác với cô để cô xem chúng ta làm có đúng hay không nhá. Nào, mình sẽ tách được thành bằng 4 nhân với mở ngoặc x cộng 2 nhân x cộng 3. Cô sẽ viết ra đây nhá. Phần x cộng 2 nhân x cộng 3 nhân 4x cộng 7. Cho nên đến đây chúng ta thu gọn được. Rút gọn đi, x cộng 2 cho x cộng 2, x cộng 3 cho x cộng 3. Chúng ta chỉ còn 4 phần 4x cộng 7 thôi. Và đây sẽ là kết quả cuối cùng của chúng ta, giống kết quả của phần C, đúng không nào? Bài 3. Một bạn học sinh khi thực hiện sẽ cộng các phân thức đã viết như sau: 2 phần x cộng 3 cộng 3 phần x cộng 1 bằng 5 phần 2x cộng 4. Tức là bạn ấy đã làm như thế nào? Bạn ấy lấy tử cộng với tử và mẫu cộng với mẫu. Đây, 2 cộng 3 ra 5 thì viết 5 lên tử. X cộng 3 cộng x cộng 1 tức là x cộng x bằng 2x, 3 cộng 1 bằng 4 thì được kết quả cuối cùng là 5 phần 2x cộng 4. Nhưng đây là một cách làm sai lầm. Và các em phải cho cô biết bạn đã sai ở đâu và rút kinh nghiệm cho mình, lần sau không được làm như thế nữa. Bởi vì cô biết có những bạn đã làm như thế này. Đó, thì bạn ấy sai ở đâu nhỉ? Đây là chúng ta đang đi cộng. À, cộng hai phân thức khác mẫu. Khác mẫu thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải quy đồng. Quy đồng sau đó đưa về cùng mẫu thì mình sẽ cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu. Đó là cách mà chúng ta làm, chứ không phải là mình cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu là ra kết quả đâu, nhớ chưa? Và hãy sửa luôn cho cô nào. 2 phần x cộng 3 cộng 3 phần x cộng 1. Nào, quy đồng mẫu chung là x cộng 3 nhân x cộng 1. Khi đó chúng ta sẽ được tử số thứ nhất là gì nhỉ? Tử số thứ nhất chúng ta phải nhân phân thức thứ nhất, phải nhân cả tử và mẫu với x cộng 1, cho nên tử thứ nhất mình được là 2 nhân x cộng 1. Tử thứ hai chúng ta sẽ được là 3 nhân x cộng 3. Đơn giản đúng không? Mình có thể hiểu là mình đang nhân chéo này. Giống như cách làm ngày xưa hồi tiểu học mình vẫn hay làm với phân số thôi. Sau đó chúng ta sẽ đi nhân vào. Và cô sẽ tiến hành vừa nhân vừa cộng tử luôn. Nhân vào mình được là 2x. 2x cộng cộng 2 chứ không được viết là cộng 1 nhá. Nhân hết vào 2x cộng 2 cộng 3x cộng 9. Đúng rồi, cộng 3x cộng 9 mình phải nhân hết vào. Phần x cộng 3 nhân x cộng 1 bằng 2x cộng 3x là mình được 5x, 9 cộng 2 được 11. Như vậy mình được 5x cộng 11 phần x cộng 3 nhân x cộng 1.
Đây mới là cách làm đúng mà chúng ta phải làm theo, các em nhớ chưa? Bài cuối cùng cô chữa cho chúng ta là bài 27 trong sách giáo khoa trang 48. Bài yêu cầu rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức x bình phần 5x cộng 25 cộng 2 nhân x trừ 5 phần x cộng 50 cộng 5x phần x nhân x cộng 5. Đầu tiên là phải rút gọn trước, thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành rút gọn phép cộng này, tức là mình thực hiện phép tính thôi. Viết lại một chút nhá. X bình phần 5x cộng 25 cộng 2 nhân x trừ 5 phần x cộng 50 cộng 5x phần x nhân x cộng 5. Đầu tiên chúng ta sẽ phải phân tích đa thức thành nhân tử, bởi vì chúng ta nhìn ở phân thức đầu tiên thì mẫu số này mình có thể đặt được nhân tử chung ra ngoài, đúng không nào? Đặt nhân tử chung ra ngoài thì mình được là gì? X bình phần đặt 5. Đặt 5 trong ngoặc sẽ còn x cộng 5. Các phân thức còn lại chưa làm gì, mình sẽ viết lại. Viết lại là viết chép xuống cho nó đúng nha. Chép xuống lại chép sai thì phí lắm. Nào đến đây, mình phải nhận ra cho cô mẫu chung. Mẫu chung của chúng ta là gì nhỉ? Là 5 nhân x nhân x cộng 5. Nào, mẫu chung là 5 nhân x cộng 5. Nhớ nha. Viết này, 5 nhân x cộng 5. Như vậy, ở phân thức đầu tiên, chúng ta phải nhân cả tử và mẫu với x, đúng không nào? Bởi vì chúng ta có 5 nhân x cộng 5 rồi. Nhân cả tử và mẫu với x thôi. X bình nhân x cộng, ở đây mẫu vẫn là 5x nhân x cộng 5, thì tử phải nhân với gì? Tử phải nhân với 5 nhân x cộng 5, 2 nhân x trừ 5 nhân 5 nhân x cộng 5 cộng phân số thứ 3. Mẫu chung là 5 x nhân x cộng 5, thì chúng ta sẽ phải nhân cả tử và mẫu với gì nhỉ? Với 5, đúng không nào? 5 nhân với mở ngoặc 50 cộng 5x. Bằng. Nào, bằng cái gì? Đến đây chúng ta sẽ vừa tiến hành nhân, vừa tiến hành cộng tử vào với nhau nhá. Nào, x bình nhân x thì mình được là x mũ 3, đúng không nào? X mũ 3 thì viết là x mũ 3 cộng 2 nhân 5 là 10. X trừ 5 nhân x cộng 5 thì áp dụng hằng đẳng thức vào cho cô. Như vậy mình được là cộng 10 nhân với mở ngoặc hằng đẳng thức x trừ 5 nhân x cộng 5 thì chúng ta ra được là x bình trừ 25, đúng không nào? Cộng, ở đây mình nhân phá ngoặc ra, 5 nhân với 50 được 250, 5 nhân với 5x được cộng 25x phần 5x nhân x cộng 5. Đến đây mình sẽ tiến hành thu gọn cho cô nào. X mũ 3 cộng nhân ra 10 nhân x bình, tức là 10x bình. Ở đây mình có 10 nhân với trừ 25, đúng không? 10 nhân với trừ 25 thì ra trừ 250. Trừ 250 cộng với 250 ở bên ngoài thì hết rồi. Như vậy chúng ta chỉ còn cộng 25 nữa thôi, 25x nữa thôi. Đó, mình làm hơi tắt một chút chỗ đấy nhá, thì mình nghe kỹ là mình cũng sẽ hiểu. Đến đây rồi, chúng ta đặt được nhân tử chung là gì ở tử số nhỉ? Đặt được, đặt được x ra ngoài. Khi đặt x ra ngoài trong ngoặc còn gì? Trong ngoặc còn x mũ 3 đặt x là x bình cộng 10x cộng 25 phần
5x nhân x cộng 5 bằng. Đến đây chúng ta lại phải nhìn ra 25 chính là 5 bình phương. Cho nên ở đây có thể là một hàng đẳng thức thì chúng ta kiểm tra xem. X bình cộng với 10x thì cô sẽ viết thành 2 nhân x nhân 5, đúng rồi. Và cộng với 5 bình phương, như vậy ở đây chính là hàng đẳng thức đầu tiên. X cộng 5 tất cả bình phần 5x nhân x cộng 5 bằng. Đến đây mình lại đi rút gọn này, x rút gọn cho x hết, x cộng 5 bình rút gọn cho x cộng 5 thì chúng ta còn trên tử là x cộng 5 và dưới mẫu chúng ta còn phần 5 nữa. Ở đây mình có rút gọn 5 cho 5 không? Không nhá, tuyệt đối không nhá, bởi vì đây là dấu cộng, mình không thể nào rút gọn được. Khi nào là dấu nhân thì chúng ta mới được quyền rút gọn, nhớ chưa? Không được rút gọn 5 cho 5 mà ra kết quả là x đâu, như thế là sai. Và bây giờ mình sẽ làm yêu cầu cuối cùng, đó là tính giá trị biểu thức tại x bằng trừ 4. Vậy bây giờ tại x bằng trừ 4 thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ đi thay, thay cho cô x bằng trừ 4 vào kết quả mà chúng ta vừa làm ra ấy, chứ không phải thay vào biểu thức ban đầu đâu. Biểu thức ban đầu chúng ta đã thu gọn và ra kết quả như thế này rồi, thì chúng ta chỉ cần thay x trừ 4, thay x bằng trừ 4 vào biểu thức được, được hai chấm mình thay vào này, trừ 4 cộng cộng 5 phần 5 và mình thu gọn lại, trừ 4 cộng 5 mình được 1 phần 5. Và người ta nói rằng nếu như coi tử số của phân số tối giản mà em vừa tìm được thì đây chính là phân số tối giản rồi, đúng không nào? Là ngày, còn mẫu là năm thì chúng ta sẽ được một ngày lễ trên thế giới. Thì ngày lễ đó sẽ là ngày ngày lễ đó là ngày mùng 1 tháng 5, đúng không nào? Ngày mùng 1 tháng 5 là ngày gì nhỉ? Các em có biết không? Ngày mùng 1 tháng 5 là ngày mà chúng ta luôn luôn được nghỉ học và bố mẹ thì còn được ở nhà nữa, đúng không nào? Ngày mùng 1 tháng 5 chính là ngày quốc tế lao động. Về nhà thì các em hãy tìm hiểu cho cô tại sao mà lại được gọi là ngày quốc tế lao động và ngày này là ngày của những ai và tại sao chúng ta được nghỉ nhá. Ngoài ra thì hãy làm cho cô các bài tập 21AB 24, 25, 26 trong sách giáo khoa trang 46, 47 và từ bài 17 đến 23 trong sách bài tập trang 28, 29. Chúng ta cố gắng là mình sẽ làm càng nhiều bài tập càng tốt, bởi vì có làm thì chúng ta mới nhớ được kiến thức và có thể áp dụng vào được những bài tập khác được. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi yêu cầu hay thắc mắc gì, các em hãy comment ở bên dưới, cô sẽ trả lời ngay khi có thể. Hãy tương tác với cô nhé. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em ở buổi học sau. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.